cá nữa mà. Vợ muốn cắt để xăm nhiều quá. Hai mọi người, rau nhà Minh bữa nay là rất là tốt rồi nè. Mình sẽ quay cho cả mọi người xem cái vườn rau của mình nha. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem sơ cái vườn rau của mình ngày hôm nay như thế nào rồi ha. Các bạn thấy mấy cái ớt nó lên cao kìa. Nè, ớt nó cũng ra hoa nè các bạn, ra hoa nè các bạn. Rồi, ở đây mấy cái cà bữa nay cũng bự rồi nè. Đó, thấy không? Hai cái bụi cà. Cái lại bữa chị cắt lá đây. À, bây giờ mấy cái cây ớt mà mình lặt đọt cái này nó ra. Lá tía tô cái này tốt quá các bạn ơi. Rau thơm nữa nè. Này chuẩn bị ăn bánh xèo được rồi đó. Ớt có trái nè mọi người. Năm nay ớt trái muộn quá. Có trái muộn quá. Ớt này của mình là ớt trái to nè các bạn đó. Thấy không? Nó ra bự rồi nè. Hôm bữa mình có bẻ mấy cái lá của nó để mình ăn canh á. Cái lá bông cúc bữa nay nó ra nhiều nè các bạn. Bây giờ mình sẽ bẻ vô mình cất nó. Mình phơi khô nha các bạn. Mỗi ngày mình cứ bẻ một ít vậy mình phơi á là hết mùa xuân này là mình sẽ có bông cúc mình uống đã luôn. Mỗi lần uống mấy bông là được rồi. Nè các bạn thấy không? Bông cúc này không phải là bông cúc như các bạn biết đâu nha. Cái này là rau tầng ngô các bạn. Đây nè các bạn thấy lá rồi, rau tầng ngô. Bữa mình chờ được bao nhiêu đây, mình bẻ mấy nhà được nhiều này. Như này nữa. Nó ngon bạn hơn nữa. Coi cái salad nè. Trời nó tốt dễ sợ. Cái này chuẩn bị ăn bánh xèo được rồi bà con ơi. Là thành ghẻ luôn nè. 4-5 dấu luôn nè. Rau. Bữa có mấy cây nha xíu mình gắm lên mình lên nè các bạn. Được đâu, để chờ mà đến mùa thu nó héo là ngồi gai. Ngồi gai cái nó lên cái bông á các bạn. Cây mà bông gì mà nó lên cái bông cái nó rụng xuống nó lên lại đó. Chị với Ngọc làm rồi mà năm nay lên. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem cái bụi đậu que của mình. Ngày hôm nay nó có trái nữa rồi nè mọi người. Mình khoe với các bạn là cây dưa leo của mình có trái nè các bạn ơi. Mình đem bông ra mình trồng, mình có thấy dưa leo của mình có trái không? Em muốn trồng gì đó em trồng mấy cái đậu que mình bữa nay cũng bự rồi nè. Hai ngày trước mình bẻ đậu que mình ăn. Bữa nay nó có trái bự rồi. Đó, trái dưa leo của mình đó các bạn thấy không? Đó, đây đây nè. Mấy cái leo hả? Trên cao này có một cái trái bự nữa các bạn. Các bạn thấy không? Trái nó to rồi nè. Bên đây nó cũng có đậu que nữa các bạn. Có mấy trái đậu que nữa các bạn. Ăn coi cây cà của mình nữa các bạn. Đó, sắp có trái rồi này, khoảng 1 tuần nữa mình ăn cà được rồi đó. Đây là cây mướp của mình, cây mướp nó lên dài nè. Và bữa nay mình sẽ bắt cái vàng cho nó bò qua bên đó luôn. Bò lên trên đó luôn. Bên cái khu bên đây, cái cây cà nó vẫn chưa có bông. Nhưng mà mấy cây sâm nó đã lên hết rồi các bạn. Nó lên quá trời luôn, rất là tốt rồi ha. Tại nếu như các bạn mà muốn trồng nó mà năm sau mình muốn ăn á thì cứ để cái bông này nó lên nó rụng hột là năm sau nó sẽ lên đầy nhóc luôn, mình ăn giống như là rau mồng tơi vậy đó. Nè cây dâu mình cho xuống đất nè các bạn. Giờ nó bò nè, nó ra nhánh con, các bạn thấy không? Ở đây nhánh con nè các bạn. Đó ở đây nhánh đây nè, đây nhánh đây nè, thấy không? Đó. Nó ra nhánh con nè, nó bò ra nè các bạn, thấy không? Các bạn xem cái cây lá tía tô của mình đã không, to dễ sợ không? Lá nào lá nấy chà bá luôn nè, nè. Bự bằng bàn tay mình xòe ra luôn á mọi người. Cây này cây ớt của chồng mình nè, ông trồng vô cái chậu rồi ghé nè, ông gắm xuống ông trồng nguyên một cái vàng ớt đó các bạn. Nguyên cái vàng hành của mình nữa thiệt là cắt vô mà hả hấp hành con gà là dư xăng luôn mọi người đó. Rồi cái cây rau húng lủi, trời ơi tốt quá các bạn ơi. Lúc ở bên Việt Nam á, mình trồng rau húng lủi rất là khó lên. Nhưng mà qua bên đây á, các bạn chỉ cần ăn xong các bạn chừa cái thân lại các bạn rắm xuống là nó lên thôi. Rất là tốt, nó rất là bắt đất luôn á, bén đất dữ lắm. Ăn coi nè, cái ớt của mình bé xíu mà nó có bông rồi nè các bạn. Có trái rồi nè, có bông rồi có trái đó các bạn. Dễ thương ha. Chậu ớt này của mình á, nó có cái cây sâm nè. Nó có những cái hộp sâm á. Và năm nay bắt đầu nó trổ lên lại đó các bạn. Thấy đã không? Ngày trước á, mình có đi nhà bạn mình chơi và mình có xin được một bụi bạc hà. Bữa nay nó ra nè các bạn, nó nhảy con quá trời nè các bạn. Các bạn thấy không? Nè, bữa trước mình bẻ có mấy cây? 2 cây.
chỗ này mình trồng 2 cây. Rồi chỗ này mình trồng cây 2 cây, cái bên này nó lên nữa các bạn. Đó. Nó lên cứng rồi đó. Bây giờ mình sẽ gắng dưỡng cho nó qua cái mùa hè này, là nó sẽ có củ, là năm sau mình để nó sẽ cho nó sẽ lên lại và có rau đọt lan nữa các bạn. Nè, đọt lan nè. Đọt lan mình trồng để mình ăn đọt á. Mà sau mùa này năm nay nó ít đọt quá. Nó không có đọt nhiều. Đây nè, cây bạc hà nè các bạn, mình trồng được mấy cây nè. Đất này y hệt như đất Việt Nam luôn, đất sét không à. Đọt lan nè. Đó. Các bạn xem nè, cái bàn chỗ này là mình ngồi chơi và trồng có mấy cái cây xà lách thôi mà bữa nay nó ra nữa hả bạn. Cái này là cắt là được cả rổ luôn á, ăn bánh xèo là tha hồ luôn á đó. Đó các bạn thấy không. Còn cái này là chồng mình ổng để dành để bán ve chai các bạn, ổng để dành bán ve chai các bạn thấy không. Cái bàn chỗ để đồ mà ổng để hết trơn lon hết trơn, người ta có người mua mình bán không ai mua à, đó. Bây giờ cái ngòi gai là mình đem xuống đây mình cắt cái bông bỏ các bạn, không có cho nó ra bông, tại vì nó ra bông nó sẽ không có ra nhảy con, nó bị cằn ra lá già, nó không ra lá luôn. Cho nên bây giờ cắt để vài bữa nữa bắt đầu cần nấu canh chua hay gì đó cái mình ngắt lá rồi mình ăn cho nó ra cái đợt mới. Rau lan hồi nãy mình quay cho các bạn xem đó nè, bẻ vô được một rổ luôn các bạn nè, thấy không, luộc ăn nó sảy luôn. Rau lan này là mình trồng từ cái củ khoai lang mà mình ăn á các bạn, mình chừa lại cho nó mọc rễ xong rồi bắt đầu cái mình bỏ xuống mình trồng. Cuối cùng bây giờ mình có đọt lan ăn. Hình như ở chợ đọt lan nó bán một bó nhiêu chị đâu? Chị không biết. Hình như chị biết là nó mắc lắm rồi chị không giờ mua. Mắc lắm đúng không? Bữa trước em nhớ là một bịch hình như 3 đồng mấy gì á. Lan á nó bán trong chợ một bịch nhiêu? Nhớ nhưng bà bán rau đang bán là 3.5 đồng một phao. 3.5 đồng một phao. Các bạn thấy không? Biết là nó mắc. Đọt lan nó rất là mắc. Ở bên đây là bán là 3.5 đồng một phao mà người ta cắt thân nhiều cho nên cho nó nặng ký. Mà cái này chắc có 2 phao phải chị Long ha. Này hơn 2 phao, gần 2 phao. Đó khoảng chừng phao mấy rồi, lá luôn nhẹ. À cỡ phao mấy rồi ha. Tại này lá không à. Mà tính ra mình ăn vậy ngon hơn là mình mua chợ. Ở chợ thì nó có thân nhiều. Đây nè, thân già. Dạ, cái thân được. Đó, cái thân nữa các bạn đó. Nhiều đó đó là nếu như cộng lại với nhau khoảng 2 phao. Thì khoảng 2 phao là nhiêu đây khoảng 6 đồng. Video đến đây đã hết rồi mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Nếu các bạn yêu thích hãy nhớ đừng quên like, subscribe kênh cho mình nhé.